chung, mà khi tour guide dẫn khách đến thì mình nói như vậy là ok rồi. Nhưng mà ở đây với góc độ là chuyên môn và các bạn đã trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp có thẻ là hết rồi, nên anh sẽ không lặp lại những thông tin đó nữa, nói theo cái mức độ nó cao hơn, nó sẽ trừu tượng hơn, nó hơi khó hiểu hơn, nhưng mà anh sẽ cố gắng dùng những cái thuật ngữ á là dễ hiểu nhất để cho các bạn tiện theo dõi. Và lấy cái mô hình biển này nhân rộng cho tất cả các chùa khác trong và ngoài nước luôn, vì đây là cốt lõi của triết học Phật giáo và nó mang cái giá trị toàn cầu. Tuy nhiên mỗi quốc gia, mỗi cái trường phái, mỗi cái dòng tu thì tùy theo bản địa, tùy theo cái văn hóa phong tục của người bản xứ thì tổ á, bằng sự thông thái của mình, bằng cái tâm của mình, dựa trên nền tảng của Phật giáo nguyên thủy Ấn Độ mà điều tiết lại một số chi tiết để cho Phật tử người bản địa đó, người ta theo kịp và người ta cảm thấy là gần gũi. Chứ đúng Phật giáo nguyên thủy Ấn Độ, thứ nhất là ngôn ngữ khác, chữ viết khác, phong tục tập quán khác, mà mình làm rọc thuông như vậy á thì là không có cảm xúc hết được. Do đó là lý do là sao mà mình đi qua mỗi quốc gia thì Phật giáo có một chút điều chỉnh, một chút cái trường phái, nhưng bao hàm chung trên chính điện vẫn thờ Phật tổ đó. Thì với cái lời bạc như vậy để các bạn tiện theo với anh trong cái câu chuyện tiếp theo, các bạn đồng ý không? Okay. Rồi, vì sao anh chọn cái điểm này để tập trung xe số 1 để anh thuyết minh? Vì nơi đây á có cái biểu tượng rất là siêu tưởng và mang đậm triết lý của Phật giáo. Bạn nghĩ hòn đá này anh nghĩ không dưới 1 tấn, và những cái giọt nước như thế này tan vào không khí rất nhẹ nhàng, nhưng mà nó có thể xoay trở được một cái vật mà nặng hơn nó mấy trăm ngàn lần. Và nếu chúng ta biết được cái quy luật này thì chúng ta sẽ tự tin trước cuộc sống, không dễ dàng bị khuất phục, và mình đến với Phật rất nhẹ nhàng. Và nếu mình làm được như vậy, Đức Phật sẽ mỉm cười với chúng ta là con đã hiểu Phật rồi đó. Chứ chúng ta đừng theo Phật mà một cách mù quáng, vì Phật giáo là một khoa học cực kỳ hiện đại, cực kỳ tân tiến, đi trước chúng ta hàng ngàn năm. Và những câu, những lời của Phật trong kinh Phật á, cho đến giờ này và tận mãi ngàn sau là đều đúng, vì nó thể hiện được một trong 5 nền văn minh của nhân loại. Chúng ta sống như ngày hôm nay, mang thân phận danh nghĩa con người á, được như ngày hôm nay, tử tế với nhau như ngày hôm nay, lịch sử với nhau như ngày hôm nay, một phần đóng góp quan trọng đó là tư tưởng của Phật giáo. Lấy cái chuyện nhỏ nhất để làm nên cái chuyện lớn nhất. Và trong công việc tour guide chúng ta, nếu công việc chúng ta bị stress, bị khó khăn nhất, thì bạn đừng có nghĩ cái gì lớn lao nhất, hãy nghĩ cái việc đơn giản nhất, thì tự khắc nó sẽ hóa giải được. Bạn thấy thực tế không? Rồi, giữa cái vùng Đà Lạt, Lâm Đồng, thời bao cấp các bạn, là im ắng, dân tình còn nghèo khổ, đi du lịch Đà Lạt là một cái gì đó rất xa xỉ. Tuy nhiên, năm 1986, đất nước mở cửa, và đến năm 1992, thì lực đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua, thì hàng loạt các nhà đầu tư lớn trên thế giới coi thị trường Việt Nam, kinh tế Việt Nam là béo bở, và họ nhảy vào họ làm. Và những nhà sư trong các cái chùa, những nhà sư chiêm nghiệm về cuộc đời, và nhà sư đã nghiên cứu rất nhiều
về xã hội của Nhật Bản, của Hàn Quốc đã đi trước chúng ta vài mươi năm. Cái hệ quả của phát triển kinh tế, của mở cửa, hòa nhập thế giới, nó dẫn đến tự tử, nó dẫn đến con người cư xử với nhau lạnh lùng, máy móc. Và liệu Việt Nam năm 92-93 đó có mắc phải điều đó hay không? Thì các bạn nhớ, nhà sư đi tu có hai việc. Một là ráng lo ngôi tam bảo chu toàn. Nhưng nếu tu như vậy không á, là mới một nửa vấn đề. Mà tu không chỉ lo việc bác học chuyên môn về Phật giáo của mình, mà lo phải nhập thế, phải đi phổ độ, phải cứu rỗi, phải giúp được dân, giúp được nước. Thì cái tu đó mới là chu toàn. Và cái này trong lịch sử Ấn Độ cũng đã chứng minh điều đó. Thái tử Tất Đạt Đa là một hoàng tử, nhưng trong một lần ông đã suy nghĩ về sinh lão bệnh tử, về cuộc đời, nghĩ về thần dân sau khi đi ra khỏi cổng thành đó, thì ông nghĩ là phải tìm một cách nào đó giải thoát. Và trong công việc của ông rõ ràng là nó liên quan đến hai việc: một là việc triều chính kinh thành, hai là việc lo giải thoát cho bá tánh, cho thần dân của mình đó. Từ trong cái lịch sử hình thành của Phật giáo cũng đã mang yếu tố triều đình và cuộc sống trần thế. Thì ngày nay nhà sư đi tu thì cũng không ngoài phạm trù đó. Khi đất nước bước sang những cái trang sử mới, thì nhà sư cũng bằng gốc độ là người tu, cũng tìm cách giúp. Giúp cụ thể như thế nào? Các bạn biết là Đà Lạt năm 93, 94, 95 bắt đầu có khách đoàn. Vì nhà máy công nghiệp phát triển thì hàng năm á, sẽ cho công nhân đi chơi team building. Và Đà Lạt lúc bấy giờ trở thành một cái trung tâm mà công nhân người ta rất thích. Và khi đi lên Đà Lạt lúc bấy giờ, phong cảnh các nhà đầu tư du lịch nó chưa có phong phú như bây giờ. Thì cái việc ở Đà Lạt có một ngôi chùa để cho đi trước một bước những thanh niên ngày làm 8 tiếng rồi tăng ca 12 tiếng, sắp tới sẽ bị xì chét. Và họ hiểu trong cuộc đời này không lẽ sáng sớm tới chiều tối mình đứng trước cái máy để mình lãnh một tháng mấy triệu đồng và về mệt nhòi, ăn vội, ăn đùa, rồi sáng mai lại đi làm tiếp, cày tiếp. Mà mới ngày qua nghe tin bạn này mất, bạn kia bệnh nặng, người khác qua đời, và họ sẽ bị hụt hoảng và họ sẽ thắc mắc là tại sao cuộc đời này nó quá nhàm chán như vậy. Thì năm 1993, Hòa Thượng Thích Thanh Từ từ cái vùng Long Thành, Đồng Nai đã lên đây và một cái dự án rất lớn và xin được cái cục đất này. Và trong một cái dự án mà Hòa Thượng đặt vấn đề như vậy thì hiển nhiên tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng giúp đỡ và ngọn đồi này giao cho Hòa Thượng. Và các bạn biết với đức hạnh của mình, uy tín của mình, thì Hòa Thượng làm tới đâu là bá tánh, bà con Phật tử ủng hộ đến đó. Và cái tâm của Hòa Thượng rất sáng, nên từ việc nhỏ đến việc lớn đều thuận tiện. Thì năm 1993, ngọn đồi này từ đó có tên là ngọn đồi Phượng Hoàng. Thì các bạn nhớ ý nghĩa trong Phật giáo, chim Phượng Hoàng là một đồi chim thiên, là một vật trung gian giữa bồng lai tiên cảnh với cõi phàm. Và nơi đâu có xuất hiện chim Phượng Hoàng là nơi đó điềm phúc đến, sự thịnh vượng, sự đẹp đẽ, sự giải thoát. Và ngọn đồi này có tên Phượng Hoàng thì hiển nhiên lúc bấy giờ là đã bắt đầu có án, có tượng Phật thờ để chứng giám. Bắt đầu từ ngày hôm nay sau lễ động thổ, ngọn đồi này đã có tên Lòng Thành của Hòa Thượng thỉnh Đức Phật về, đã hiện hữu nơi đây. Và nguồn tài trợ bá tánh cúng dường rất lớn, và ngôi chùa được kiến tạo và được quy hoạch thiết kế bởi những kiến trúc sư tài ba. Thì vài năm sau ngôi thiền viện được hình thành. Thì ngay từ những lúc hình thành bước 1, bước 2 là đã bắt đầu mở cửa cho du khách vào tham quan rồi. Và như vậy
ở trên Đà Lạt, ngoài chuyện chơi bời, du lịch quậy phá gì đó theo kiểu du lịch thuần túy, thì khi đến thiền viện này tất cả mọi cái đều miễn phí hết, từ gửi xe cho đến nhà vệ sinh, cho đến mình chụp cảnh hoa, không lấy tiền gì hết. Và ai vô đây cũng phải là mặc đồ nghiêm túc. Và cái mẹo kiến trúc là bước lên chính điện là các bạn phải leo lên bậc tam cấp, phải ngẩng đầu lên nhìn Đức Phật. Những điều đó nó làm cho sau mấy ngày ở Đà Lạt ăn chơi theo kiểu người phàm á, thì bước vô cổng thiền viện á, thì dù cho du khách người nhỏ tuổi nhất cho đến vị bô lão cũng phải nắng lòng lại để nghĩ về cuộc đời, rằng ở giữa Đà Lạt ồn ào náo nhiệt, nó vẫn có một cái nơi mà sẽ giúp cho mình bình thản lại, quân bình lại trước cái cơm áo gạo tiền. Và thường thiết kế tour sau cái này là sẽ đi về lại Sài Gòn. Đó, một nén hương thấn trước Đức Phật giữa cái không gian kiến trúc phong thủy như thế này, thì thử hỏi ai còn sân si, ai còn lo lắng về cuộc đời nữa. Đó, thì đó là ý nghĩa nguyên nhân sâu xa vì sao ngôi thiền viện Trúc Lâm Yên Tử Trường Thái đó là tọa lạc tại ngọn đồi này vào năm 1993, sau sự kiện Việt Nam mở cửa buôn bán với nước ngoài. Và đây cũng là một trong những cái nơi đầu tiên lấy cái mô hình này. Hiện nay từ Bắc vô Nam, những cái nơi có vị trí đắc địa, nó mang ý nghĩa đầu tàu để dẫn dắt tâm linh của thanh niên thế hệ hiện tại và tương lai, là nơi đó có thiền viện Trúc Lâm. Và các bạn hình dung một đất nước mà thanh niên lớn lên được trao dồi về Phật Pháp, được đến thiền viện từ nhỏ, được nghe những bài giảng của Hòa Thượng từ nhỏ, thì lớn lên ít ra nó cũng là một người tử tế. Dù cho thế giới hiện đại du nhập vào rất là nhiều chuyện bậy bạ này nọ, nhưng với cái tâm, với cái hiểu triết lý cuộc đời rõ ràng Phật đã dạy đó, thì đất nước chúng ta sẽ hưởng thái bình. Còn nếu không làm được điều đó thì chúng ta sẽ dễ dàng thủ đoạn có được nhà lầu xe hơi, có được tiền của chất đầy, nhưng bước vô nhà lạnh lẽo không có tình người, thì có phải chúng ta đi đúng hướng chưa? Còn chúng ta nghèo một chút, nhưng chúng ta hiểu chúng ta là ai, chúng ta tồn tại trên cuộc đời này là gì, và sau cuộc đời chúng ta là cái gì. Nếu chúng ta thấu hiểu điều đó thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy quân bình lại, tất cả mọi việc sẽ nhẹ nhàng. Và nếu anh em đã từng đi các nước Phật giáo thì sẽ thấy vô trong đó người ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù mình nhìn á là cảm thấy người ta khổ, nhưng mà chưa chắc người ta khổ hơn mình, vì người ta có nhiều sống nhiều. Đó là đất nước Bhutan, nếu các bạn có quan tâm. Đó, thì theo năm tháng đó, thì ngôi thiền viện trải dài từ Bắc xuống Nam. Thí dụ như ở ngoài Quảng Ninh có Trúc Lâm Yên Tử, rồi Tây Thiên ở Vĩnh Phúc, rồi xuống Thanh Hóa, Ninh Bình, rồi Bạch Mã, Huế, rồi ở trên Tây Nguyên, Đắk Lắk năm rồi mình ghé, rồi Đà Lạt, rồi Cần Thơ, rồi Phú Quốc, rồi khu Long Thành, nhiều nhiều lắm. Và ở vùng Tân Phước, Tiền Giang đó là có thiền viện Cánh Giác nữa. Tất cả những điều đó là một phần công rất lớn của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa Thượng hiện nay đã gần 90 rồi, tuổi cao sức yếu nên Hòa Thượng không có tiếp xúc bá tánh được. Hòa Thượng ở chủ yếu là ở Long Thành, thỉnh thoảng Hòa Thượng lên đây. Và nếu các bạn có duyên cực lớn mới được diện kiến được Hòa Thượng, nhìn như một vị Phật sống, tướng mạo rất là hồng hào mà nhìn rất khoan thai. Vì Hòa Thượng từ nhỏ đến lớn chỉ có một đam mê thôi, là ráng học thật giỏi, tích lũy thật nhiều Phật Pháp, và nhất là nghiên cứu rất sâu về cái Trúc Lâm Yên Tử của vua Trần Nhân Tông thế kỷ thứ 11. Và phái thiền này tự hào cho người Việt Nam chúng ta là mình tiếp nhận văn minh Ấn Độ đó, là không phải gặp vua mà chúng ta biết cải cách. Và vua Trần Nhân Tông đã đưa ra được một số cái tư tưởng, một số cái điều mới để phù hợp với tâm tính người Việt.
Và cho đến ngày nay Hòa Thượng Thích Thanh Từ là một trong những vị cao tăng làm được điều đó. Vì sao đặt cái vòng xoay này? Thì nếu các bạn quan tâm về phong thủy thì trên chính điện nhìn qua cổng tam quan, cái đây là vòng trung tâm, trước khi ra ngoài kia đó là hồ Tĩnh Tâm và ra ngoài kia là hồ Tiền Lâm và bên kia là núi Voi. Thì nếu các bạn vô Google Maps mình zoom á thì sẽ thấy rõ giữa chân lưng chừng đèo Prenn, và đây là con đường huyết mạch để vào và thoát khỏi Đà Lạt. Và bên tay phải của nó là ngọn đồi Phượng Hoàng. Và giữa núi rừng Đà Lạt, một ngày bốn mùa, khí hậu thay đổi liên tục. Và giữa cái trục hoàng đạo như thế này, được núi Voi che chắn, và có hồ Tiền Lâm, hồ Tĩnh Tâm, phong thủy tích lọc. Và trên ngôi cao chính bệ đó là Đức Phật đang trị vì. Và nếu các bạn đứng ngay hòn đá này nè, và các bạn nhìn lên, nhìn qua ba cái cây ngang, thấy không, cái đỉnh á, và Hải đang nhìn thấy Đức Phật ngồi, thấy không, đây các bạn thấy không, để mấy người nó đi qua bạn thấy này, thấy chưa đó. Thì Đức Phật được bảo bọc bởi kiến trúc nhà Trần là thế kỷ thứ 11, thế kỷ thứ 14 á, là hình thành nên phái thiền này, và phái thiền này vẫn tôn xưng Đức Phật và thỉnh Đức Phật về đây qua ba cái đỉnh, ba cây nhang to đó là biểu tượng cho lửa ấm của bá tánh á, luôn luôn thiên ngang giữa trời đất, dù cho nơi đây có sương mù lạnh buốt hay nắng gắt đi nữa thì cái đỉnh ba cây nhang đó mãi mãi đứng đó để ghi nhận tất cả tâm huyết của bá tánh khi đến thấm đồng thành trước sân lễ. Và Đức Phật nhìn qua cổng tam quan này, đó là nhìn qua ba cái cửa, thì theo Phật giáo cũng nhiều ý nghĩa, còn theo cái văn hóa nhà Trần, văn hóa người Việt chúng ta đó là ba cái cổng làng, ba cái văn hóa truyền thống làng xã Việt Nam, một cái quê hương mà có lũy tre, bến nước, sân đình, với nón quay thao, với áo tứ thân, với tà áo dài, với những nón lá, với lam lũ lặn lội cánh đồng. Những cái điều đó Đức Phật chứng kiến hết trên cái dải giang sơn hình chữ S từ Bắc vào Nam. Và đây cũng là cái hướng nhìn từ Đông sang Tây. Và hình dung nhìn xuôi theo á. Và cái viên đá này nó tượng trưng cho sức mạnh của Phật Pháp, sẵn sàng xoay chuyển cái khối đá khổng lồ này, nó biểu trưng cho cái hành tinh chúng ta đang tồn tại. Và Đức Phật luôn theo dõi cái hòn đá này nó xoay. Và nhìn bên kia là hồ nước, nhìn bên kia là núi Voi. Những cái điều đó nó làm cho thiền viện Trúc Lâm rất sống động. Và nếu tất cả chúng ta lần lượt có một phép màu, hãy bấm nút lần lượt mỗi bạn ở đây 5 phút, những người kia biến mất hết, rồi sau đó tới lượt khác ở lại 5 phút, những người kia biến mất hết, thì bảo đảm các bạn sẽ nổi da gà. Và nếu các bạn nào dám làm thì có thể sáng sớm hoặc chiều tối vắng á, đứng đây một mình, ngồi đây nhìn Đức Phật, nhìn qua ba cây nhang đó, nghe tiếng nước chảy, nhìn cái này xoay, nhìn bờ hồ, nhìn núi Voi kia, và không nghe tiếng động, không bị phân tâm nha, thì bạn sẽ thấy đây là một tiểu vũ trụ thu nhỏ. Và sau lưng mình, trước mặt mình là Đức Phật đang nhìn vào gáy của mình. Còn nếu mình nhìn thẳng là đang nhìn thẳng vào cái tim nóng hổi của mình. Con hãy nói cho Phật nghe đi, con có tin vào Phật không? Con có tin vào kiếp luân hồi không? Con có tin vào kiếp quả báo không? Và con đã làm được điều tốt gì rồi? Và vì sao con còn làm những điều đó? Tại sao con còn tham sân si? Con còn đố kỵ? Vân vân. Những điều đó, nghe tiếng nước chảy, nghe cái quả này nó xoay, thì bạn sẽ thấy đâu đó tiếng Phật dạy: con hãy buông bỏ, con hãy bớt sân si đi. Cái chuyện thi cử, cái chuyện giàu nghèo, cái chuyện thắng thua là chuyện phù du, nó rất vô thường. Cái điều quan trọng là con hãy tin rằng nếu con làm tốt
trong kiếp này, con quý từng thời khắc trên cõi đời này, vì chắc chắn con 100 năm con cũng đi à. Nếu con quý giá từng giây phút như vậy, con đừng làm cho ai phải phiền lòng, phải đau khổ vì con. Con cứ làm tốt như vậy đi, là Đức Phật luôn luôn sau lưng con. Và những điều đó, con bước ra khỏi cổng chùa, con sẽ gặp may mắn. Dù cho người ta có hãm hại con, người ta có hại con, người ta có ghét con gì nữa, nhưng với phong thái như vậy, con sẽ là người trưởng thành. Đó, nó rất là rõ ràng. Đó, và đây là cái điều mà Hải muốn chia sẻ để mình đến với những ngôi thiền viện, những cái di tích mà liên quan tới tôn giáo lớn. Nó đều có những ý nghĩa triết lý sâu xa hết, để cho mình gọi là enjoy á, hưởng thụ. Và chắc chắn nếu mà mình hưởng thụ được như vậy á, thì người kiến trúc sư vẽ ra cái bản đồ, cái quy hoạch, cái thiết kế ngôi chùa này, và vị hòa thượng đặt sắp xếp các tượng thờ bố cục như thế này, thì sẽ thầm cảm ơn hướng dẫn viên. Vì nếu hướng dẫn viên không nói điều này thì ai nói? Thì người kiến trúc sư xong cái công trình này, người ta lại đi qua công trình khác. Còn hòa thượng thì bao nhiêu chuyện khác hòa thượng phải làm. Cái chuyện này là tour guide phải làm chứ ai làm. Vì ông là người hướng dẫn viên, nhà nước đã giao cho nhiệm vụ đi truyền giới thiệu quê hương đất nước, danh thắng, thì mình phải làm. Mà mình làm như vậy thì mình giúp cho nhà chùa, mình giúp cho cái thông tin á, mọi người sẽ cảm thấy ngôi chùa nâng cái giá trị lên. Và mình bước vô chùa, mình cảm thấy có một sự khoa học, có một sự rõ ràng, có một sự thông thái, có một sự mạch lạc, chứ nó không phải là u mê. Và nhắc lại, Phật giáo là một trong những nền khoa học lớn của nhân loại, về khoa học xã hội đó, về khoa học tâm linh đó. Và điều này không phải bàn cãi nữa. Và tất cả chúng ta sống ít ra phải có một tôn giáo để dẫn dắt. Còn mình không theo tôn giáo nào cũng tốt, thờ ông bà cũng tốt. Và mình càng đọc sách, mình càng hiểu, thì mình đến chùa hay đến nhà thờ hay đến bất kỳ công trình tôn giáo nào, nhớ dùm, đó là điều có ý nghĩa riêng của nó hết, và chúng ta phải tôn trọng nó. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.